Sư cho con hỏi là ngày khai trương cửa tiệm, con không có cúng gì, chỉ cúng dường chai phạn và hồi hướng chư vị chư thiên và phi nhân xung quanh chỗ con làm, có được không? Xin thưa rất là tốt ha. Khi mà chúng ta khai trương á, mà chúng ta làm một buổi chai phạn cúng dường hồi hướng chư thiên và phi nhân thì phải nói là nó còn tốt hơn cái chuyện mình cúng nữa. Tại khi mình cúng á, chư thiên họ không hưởng được. Nó chỉ là một cái phong tục tập quán thôi, chứ còn thật sự hưởng thì họ hưởng không được. Còn khi mà mình làm trai phạn rồi mình hồi hướng thì chư thiên họ hưởng được, phi nhân họ cũng hưởng được. Cho nên việc quý vị làm là đúng đắn và đáng được tán thán ha.